Thôi bây giờ cái mình sẽ hướng dẫn cái việc cái clip để làm tỏi nha, tại vì cái mình đăng lên gì á, cái vị không có hiểu. Thì cái mình sẽ làm nè, mình đang làm thêm nè. Cái này cái mình đang rót ra rồi nè. Nước tỏi rót ra rồi nè cả nhà. Đây để dành uống nha. Giờ cái mình sẽ hướng dẫn cho quý vị. Đây nè cả nhà. Cái này 20 kg nữa nè. 20 kg tỏi này nữa. Cái này chuẩn bị 5 kg thôi, cái này chúng mình sẽ chỉ bị 5 kg nè, lột ra nhìn nè cả nhà. Nè, lột rất kỹ nha, đầu đuôi cắt hết. Mình sẽ lấy hũ. Mình sẽ lấy hũ vô. Mình sẽ hướng dẫn cho cái người làm nha. Dạ. Hai hũ. Đây, hai cái hũ này cái bình vô nè, hai hũ là 40 kg đó cả nhà. Đây. Cái mình sẽ chế tỏi vô. Cái này để tỏi vô cái này nha. Một bên bên 5 kg. Dạ một hũ vậy là 20 kg, một bên 5 kg thôi, còn rượu với nước nữa. Cái nhà chuẩn bị cho cái mình là 7 lít nước lọc hoặc là nước nấu để nguội ha, 140 gram muối, 140 gram đường, nửa lít rượu đi. Dạ nửa lít rượu. Đường trắng nha. Và sau đó là cái vị hòa quyện với nhau muối với đường với lại rượu với nước, cái nước trắng đó, cái vị là quậy cho nó tan. Cái bỏ tỏi vô đây, đây ha, 5 kg nha, đúng 5 kg. Cái vị canh sau từ lúc cái vị để vô là tới 3 ngày sau, 4 ngày sau là 72 tiếng đồng hồ thì cái vị lấy ra, cái vị lấy nước ra nè, gì nè, cái nước để tôi lạnh đi dặn uống ha. Cái vị để đúng giờ 72 tiếng nha. Còn cái tỏi thì cái vị lấy xào hay nấu canh hay làm gì đó làm không biết ha. Nó cho mình sẽ chỉ quý vị nè, chắc nước ra uống được, uống rất là ngon nha, chua chua ngọt ngọt mặn mặn, ngon lắm. Không có khó uống đâu. Con nít thì khó uống chút, còn lớn dễ uống lắm. Đó quý vị nhớ là để 72 tiếng đồng hồ nha. Nó để như vậy nè. Chút xíu để mình quậy con hộp nó vô. Cái mình làm á cho mấy anh mấy khu nhà trọ ai mà bị dương tính á, cái mình cho uống với mấy anh công an á, mấy lực lượng á, uống mình để mình phòng ngừa thôi quý vị. Chứ cái này không phải là trị corona gì hết. Mình phòng ngừa corona và dịch bệnh thôi à, cái cảm cúm này thôi, chứ không phải là cái này là chữa nghe các vị, chỉ có thuốc với lại kia chích thuốc để chữa thôi, còn cái này là phòng ngừa nghe các vị, quý vị nghe kỹ nha. Đó, quý vị nào bị sổ mũi ha, các anh chị và các bạn một cô chú người nhà đó không tin cái bình thì quý vị làm cho gia đình uống nha. Chút cái bình sẽ làm nữa nha. Dạ cái nhà nhớ nha, nó dễ làm lắm, nhớ để 72 tiếng hồ chắc nước ra, không có ngâm lâu là nó mất tác dụng nha các vị. Đúng 72 tiếng hồ chắc nước ra, lấy cái tỏi để ăn dần dần, ăn ngàn tép hai tép. Còn cái nước thì cứ bị uống một ngày, hay mà bị dương tính thì uống một ngày 60 ml, ngày một ngày 5 lần ăn cơm rồi uống. Còn ai không bị thì uống 15 đến 30 ml một ngày 3 lần ăn cơm rồi uống nha cả nhà. Cái nhà đó vô là bên 5 kg nè ha. Rồi là các mình sẽ chuẩn bị nước. Nó lại cái bị nước hỗn hợp cái bị để vô thôi. Để vô và sau đó là 72 tiếng đồng hồ cái bị chắc nước ra thôi, chắc nước ra rồi nè. Còn cái tỏi thì quý vị ai làm gì ăn đó, ăn hàng ngày cũng được, thay vì các bạn khỏi mua tỏi gì các bạn xào để tủ lạnh đó. Vậy là thôi nghe, chúc quý vị làm thành công nha. Vì nó mạnh lắm mà anh thấy nè, thường không nổi bột lên, bữa nay nổi bột lên quá trời luôn nè. Bởi vì nó làm bữa nay mạnh lắm.